Hi, xin chào mọi người, xin chào bà con cô bác, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với em ngày hôm nay. Thì lại tiếp tục câu chuyện rung động mạng xã hội thôi mọi người. Thì nói chung là cái đầu em nó giờ nó trọc rồi đó. Thì ngày hôm nay cái đầu trọc đó, tức nghĩa là tập thì là nắng, trời nắng nóng quá hết cho nó mát ngày ngồi chú anh chị, chứ không có tu được đó. Chứ không phải là như những người mà một số thành phần trọc đầu phát áo nâu sầm đó, lên mà giảng đạo ở dưới biết bao nhiêu là Phật tử mà đi phát ngôn những cái lời lẽ thật là khó nghe đó cô chú anh chị đó. Thì ngày hôm nay em muốn làm tiếp tục cái câu chuyện này để gửi đến cô chú anh chị, đó là những cái bức xúc của em đó, khi mà nằm mà mình lướt trên mạng xã hội mọi người, mình thấy những cái phát ngôn ở trên thì thầy cầm cái micro thầy giảng, ở dưới Phật tử ngồi rất là nhiều để lắng nghe, nhưng mà thầy đưa ra những cái phát ngôn thì mình nghe không thể nào mà lọt lỗ tai thưa cô chú anh chị đó. Thì ngày hôm nay đi tiếp tục câu chuyện nói về những phát ngôn của cái ông thầy gọi là Thích Chân Quang. Thì mình không hiểu tại sao vẫn còn những cái clip này trên mạng xã hội rất là nhiều, và những cái phát ngôn cực kỳ mà gọi là lệch chuẩn như thế này nè mọi người. Đối với mình đây là những phát ngôn mà không bao giờ đúng đắn được thưa cô chú anh chị. Nếu mình là đạo Phật, mình là một sư thầy, mình truyền đạo, mình giảng đạo cho những Phật tử nghe, thì hỏi cô chú anh chị những cái bài như thế này thì có đúng hay không mọi người. Thì em sẽ cho cô chú anh chị nghe đó, rõ từng lời mùng một của những cái bài này mọi người nghe nha. Đây, cúng dường đó mọi người, đó là cúng dường là phải đưa cho thầy đó, cúng dường là tiền chẵn chứ không được tiền lẻ, mọi người nghe đi, rất là nhiều. Đây, các nơi nhất là vùng ngoài Bắc phải làm sao chấm dứt cái tệ tiền với tiền. Phật tử là nhất là vùng miền Bắc nha mọi người, lại là vùng miền ở đây mà mệnh giá thấp để mà nhét vào các tượng đó, phỉ báng quá, xúc phạm quá. Mà cái sự phỉ báng, sự xúc phạm như vậy là có phước hay tổn phước? Tổn phước. Mà nếu tổn phước như vậy thì có được may mắn không? Không. Thì như vậy cái người nào mà cứ cầm tiền mệnh giá thấp và đi nhét trong tượng, năm đó người đó sẽ làm sao? Cực kỳ xui quẩy nha, sẽ rất là xui. Đó mọi người nghe không? Cúng tiền mà mình cúng bằng tiền mệnh giá thấp á thì mình là phỉ báng xúc phạm đó, phỉ báng xúc phạm và rất là tổn phước nha cô chú anh chị đó. Thì những cái Phật tử mà ngồi dưới nghe ông thầy này ông giảng á, thì mình không hiểu là những người này tại sao mà vỗ tay rầm rầm rộ rộ khi nghe những cái phát ngôn này thưa mọi người. Bây giờ thưa cô chú anh chị, mình đi cúng dường thì mình bằng cái tâm của mình, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, cái đó là không ai bắt buộc. Nhưng ông thầy này ông không bắt buộc mọi người, ông lên ông nói cúng như vậy là sẽ bị tổn phước, sẽ là phỉ báng đó. Cúng tiền mà mệnh giá thấp là phỉ báng. Để em cho cô chú anh chị nghe lại từ đầu rồi mọi người sẽ hiểu. Và nói đặc biệt là một số Phật tử ngoài miền Bắc đó, cô chú anh chị, mình nghe mình rất là ức chế mọi người. Nói chung là mình với ông này không khác gì hết á. Mình nếu mà mình cạo cái đầu mình trọc vậy thì nó hoàn toàn giống, mà mình chỉ phát áo màu vàng vàng gì lên, mà mình đeo chuỗi thì khác là mình đeo vàng thôi mọi người. Tại vì mình là người phàm dân tục tử, mình là người là bình thường, mình không có tu gì hết á, nhưng mình đêm nào mình cũng nghe Phật, nghe kinh Phật, nghe giảng pháp, nhưng mà mình chưa từng nghe cái ông thầy này ông giảng những cái bài như thế này đó. Đặc biệt lát mình cho mọi người nghe một khúc của thầy Thích Pháp Hòa nói về cái vấn đề đó. Thì em cho mọi người nghe lại nè. Rất là nhiều cái phát ngôn của ông thầy này em cũng làm nhiều clip rồi, nhưng ngày hôm nay cái clip này rất là bức xúc mọi người. Mọi người nghe lại một lần nữa đi. Em bức xúc lắm. Nhất là vùng ngoài Bắc phải làm sao chấm dứt cái tệ tính nói tệ nạn. Thầy tính nói tệ nạn đó đúng không thầy? Thì nói tệ nạn thì thầy nói đi chứ gì đâu mà. Làm sao? Nhất là vùng ngoài Bắc phải làm sao chấm dứt cái tệ. Cái tệ tìm cái tiền mà mệnh giá thấp để mà nhét vào các tượng, tính nó tệ nạn á, quá xúc phạm quá. Mà cái sự phỉ báng, sự xúc phạm như vậy là có phước hay tổn phước? Tổn phước. Mà nếu tổn phước như vậy thì có được mất? Nghe lại tí này mà nghe lại cũng này căng lắm mọi người. Phước hay tổn phước? Tổn các tượng đó, phỉ báng quá, xúc phạm quá. Mà cái sự phỉ báng, sự xúc phạm như vậy, nghe lại nghe, chấm dứt cái tệ nè, tìm cái tiền mà mệnh giá thấp để mà nhét.
nhét vào cái tường đó, phỉ báng quá, xúc phạm quá. Nhét tiền mà nhỏ mệnh giá thấp là phỉ báng quá, là xúc phạm quá. Vậy là nhét tiền mệnh giá lớn là nó có phỉ báng, có xúc phạm không thầy? Không, đúng không? Đây là một cái câu nói mà cực kỳ nghe mọi người, cực kỳ mà mình nghe là rất là phản cảm luôn thưa cô chú anh chị. Phật tử mà nhét tiền mà mệnh giá thấp á vào cái tượng đó là sự xúc phạm, là sự phỉ báng quá. Mà nhét cái mệnh giá mà 500, 200 rồi trở lên á thì chắc có lẽ là không có xúc phạm, không có phỉ báng, đúng không thầy? Nói thầy nói em nghe cho thầy. Mà cái sự phỉ báng, sự xúc phạm như vậy là có phước hay tổn phước? Tổn phước. Mà nếu tổn phước như vậy thì có được may mắn không? Không. Thì như vậy cái người nào mà cứ cầm tiền mệnh giá thấp để nhét trong tượng, năm đó người đó sẽ làm sao? Cực kỳ xúi quẩy nha, sẽ rất là xui, làm gì cũng thất bại. Nhớ như vậy. Như vậy phải làm sao? Phải tìm tiền mệnh giá cao. Làm sao? Đưa cho thầy trụ trì. Vỗ tay. Thầy mới làm cái đạo được nha. Không mấy cách chụp. Mọi người nghe rất là rõ không? Ông thầy này ổng không có kêu gọi, nhưng ổng nói thẳng một câu luôn: nhét mà mệnh giá thấp sẽ bị gọi là tổn phước. Nên làm sao? Nên làm sao thầy? Đây. Nên làm sao? Làm gì cũng thất bại. Nhớ như vậy. Như vậy phải làm sao? Làm sao? Tiền mệnh giá cao. Làm sao? Đưa cho thầy trụ trì. Như vậy là phải tìm tiền mệnh giá cao đưa cho thầy trụ trì mới có phước nha bà con. Đó, Phật tử nghe cho kỹ nha. Phải tìm những mệnh giá tiền có mệnh giá cao đưa cho thầy trụ trì nó mới có phước. Vậy em hỏi thầy là những Phật tử mà đến chùa thầy tu á, đến chùa thầy mà nghe pháp, nghe giảng của thầy á, là những Phật tử phải giàu có, phải có tiền có mệnh giá cao mới tới chỗ thầy nghe, chỗ thầy ngồi để nghe thầy thuyết pháp. Chứ Phật tử mà nghèo khó thì đâu có nghe được, đúng không cô chú anh chị? Đúng thầy, đúng mọi người. Thì thầy nói rất là rõ ràng, những người mà nhét tiền mệnh giá thấp á, là sẽ tổn phước, sẽ đó là sự phỉ báng, là sẽ bị tổn phước. Nên phải kiếm tiền mệnh giá cao đưa cho ông thầy trụ trì. Đưa cho ông làm gì mọi người? Ông xây chùa hả? Ông thầy trụ trì ông mới làm việc cái đạo được nha. Ông mới cất chùa ông làm được. Nhớ, lấy tiền mệnh giá thấp mà nhét vô tượng Phật thì năm đó sẽ gặp xui. Lấy tiền mệnh giá cao đưa tận tay thầy trụ trì, năm đó sẽ gặp hên. Rồi, mới đó. À, mọi người nghe rất rõ không? Lấy tiền mệnh giá thấp á, là đưa là sẽ bị tổn phước, là cái năm đó gặp xui xẻo xú quẩy. Mà lấy tiền mệnh giá cao á, là phải đưa cho tận tay ông thầy trụ trì, là năm đó sẽ làm ăn phát tài. Thì mọi người, đây là những lời mà của ông thầy Thích Chân Quang. Thì mọi người nghe rõ, các Phật tử nghe rõ mà ở dưới vỗ tay rầm rầm rộ rộ. Thì mình không biết là những cái Phật tử này đi nghe thuyết pháp, đi nghe những cái giáo lý như vậy, những cái mình kêu bằng cái gì, những cái lời mà tiên truyền của ông thầy này thì đúng hay sai thưa quý vị? Đối với mình, nếu như vậy, nếu như ông thầy này ông nói như vậy thì là những người mà khó khăn thì không thể nào mà có phước được, câu chú như vậy. Tại vì người ta đâu có tiền nhiều đâu, người ta cúng dường nhiều, đúng không? Người ta sẽ đưa tiền lẻ, tiền nhỏ. Người ta làm còn chưa kiếm cơm kiếm gạo hàng ngày, cơm áo gạo tiền người ta còn lo cho gia đình, lo cho con cái người ta đi học nữa. Nhưng mà đến với cái chùa này, đến với ông thầy này thì phải là những người đại gia, phải người có tiền đưa mệnh giá lớn, chứ mệnh giá nhỏ thì nó không bao giờ mà được phước. Nó phải đưa cho chính tay ông thầy trụ trì những cái mệnh giá lớn thì năm đó mới được có phước. Nó năm đó mới phát tài. Còn những người mà đưa cúng những cái tờ tiền lẻ, mệnh giá lẻ thì chắc chắn năm nó sẽ gặp xui quẩy. Vì cúng tiền lẻ thì ông thầy này ông cho đó là sự sỉ nhục, sự phỉ báng. Thì đây là những lời lẽ của ông thầy đó mọi người. Đúng hay sai thôi các chú chị. Ai mà rành gì Phật pháp và giáo hội đâu có coi được cái clip này của ông thầy này, những lời này, tại sao mà chưa ai lên tiếng hết mọi người? Đúng không cô chú anh chị? Mình nói mà mình mồ hôi mình nóng, mình bức xúc, mồ hôi trán, mồ hôi đầu mình nó chảy ra luôn đó mọi người. Đó. Và còn nhiều cái bất ngôn để mình lau mồ hôi cái cô chú anh chị, nóng thiệt. Còn nhiều cái bất ngôn lắm để mình cho mọi người nghe, mình tải rất là nhiều. Đây. Và cái này nữa ông sư thầy, ông đó là nói về tiền ha. Còn nói về cái làm đẹp nè. Giữa ông thầy này nói rồi mình cho cô chú anh chị nghe thầy Pháp Hòa nói.
móc gì nè. Bà càng cố gắng làm. Nghe lại nè mọi người. Bà vợ nói là phụ nữ thì phải làm đẹp để có cái tự tin. Chả có tự tin móc gì gì chứ. Bà càng cố gắng làm cho mình đẹp, tức là đang tạo nghiệp. Tại sao? Vì khi ta càng cố gắng làm cho mình duyên dáng, xinh đẹp, tức là rõ ràng ta đang tìm cách thu hút cái sự yêu mến, chú ý của người khác, toàn là thu hút người khác dưới. Thì cái tâm đó tâm tốt hay tâm xấu? Rõ ràng là tâm xấu. Mặc áo sửa. Trời ơi, đó. Mọi người nghe rất là rõ không? Mọi người nghe rất là rõ. Phụ nữ người ta làm đẹp á, thì ông thầy này ông cho là nè. Nè, nghe lại nè. Ông nói về cách phụ nữ làm đẹp nha mọi người. Bà vợ nói là phụ nữ thì phải làm đẹp để có cái tự tin. Chả có tự tin móc gì đó, thầy đó. Cố gắng làm cho mình đẹp, tức là đang tạo nghiệp. Tại sao? Làm đẹp là tạo nghiệp nha các chị em phụ nữ. Làm đẹp là tạo nghiệp nha các chị em phụ nữ của mình ơi. Đó. Vậy tức nghĩa ông thầy này ông nói về tất cả những cái thẩm mỹ viện, những cái nơi mà làm đẹp và những người phụ nữ đang làm đẹp thì đây là như thế nào của chúng chị? Đó, làm đẹp là như thế nào? Nghe lại nha. Tức là anh đang tạo nghiệp. Vậy là những cái thẩm mỹ viện nè, những cái nơi mà làm đẹp cho phụ nữ nè, thậm chí bây giờ phụ nam, đàn ông, con trai người ta vẫn đi cắt mắt, xăm chân mày, làm đẹp, nâng mũi đồ đầy đủ mọi người. Vậy nói các diễn viên, các người mẫu, các siêu mẫu, các diễn viên, các người này, các người nổi tiếng người ta làm đẹp, vậy là người ta đang tạo nghiệp hả mọi người? Vậy là mở ra những cái gọi là thẩm mỹ viện, bệnh viện, gọi là giải phẫu thẩm mỹ rồi đó, là nơi đó là tạo nghiệp hả thầy? Đó, thì mọi người nghe cho rõ. Và những cái thẩm mỹ viện là, nếu ông thầy này nói như vậy, thì những cái nơi thẩm mỹ viện này là nơi tạo nghiệp, nơi tạo ra nghiệp. Và những người phụ nữ mà chăm chút cho vẻ đẹp của mình là tạo nghiệp. Thì theo cái giải thích của ông thầy này, nếu mà mình làm đẹp thì mình sẽ đi dụ người khác giới. Dụ như vậy là mình như thế nào? Dụ như vậy là mình tạo nghiệp đó cô chú anh chị. Đó, dụ như vậy là mình tạo nghiệp. Còn ông thầy á, ông nói cúng dường á là cúng mệnh giá nhỏ là phỉ báng, là xúc phạm, phải cúng giá mệnh giá lớn mới gọi là được hưởng phước này nọ. Vậy thầy có tạo nghiệp không thầy? Hả? Rồi, mọi người nghe hết này đi, rồi nghe thầy Phúc Hòa nói gì làm đẹp nghe. Ông thầy này mọi người nghe lại cho mình cho. Nói là phụ nữ thì phải làm đẹp để có mọi người cho chắc mình cho mọi người nghe hết. Gì ta càng cố gắng làm cho mình đẹp, tức là đang tạo nghiệp. Tại sao? Vì khi ta càng cố gắng làm cho mình duyên dáng, xinh đẹp, tức là rõ ràng ta đang tìm cách thu hút cái sự yêu mến, chú ý của người khác, toàn là thu hút người khác dưới. Đó. Cái tâm đó tâm tốt hay tâm xấu? Rõ ràng là tâm xấu. Mọi nghe không? Nghe thầy Thích Phúc Hòa nói nè mọi người. Sáng nào chịu tâm trẻ này có sao đâu, đâu có tội lỗi gì đâu. Mình làm đẹp mà, mình làm đẹp mà, mình sửa được cái sắc tướng của mình thì mình cũng sửa được hành động và cách sống của mình. Đó là đạo Phật. Nghe chưa thầy? Nghe chưa thầy Thích Chân Quang? Thầy phải nghe thầy Thích Quang Hòa nói. Mình sửa sắc đẹp, mình làm đẹp cho bản thân của mình, tức nghĩa là mình sửa tướng, tức nghĩa là mình sửa tâm của mình. Còn cái người thầy nói, thầy Chân Quang nói là làm đẹp là gọi là cái gì ta? Cái gì? Tạo nghiệp. Làm đẹp là tạo nghiệp. Đó. Thì thầy nghe cho rõ đi, thì mọi người lên mạng mọi người search ra cái những cái clip này đầy hết cô chú anh chị. Đó. Thì ngày hôm nay em rất là bức xúc, thì em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị những cái điều như vậy để nói về, nghe về cái ông thầy này ông nói đúng hay sai. Thì mong cô chú anh chị chia sẻ clip này rộng rãi ra. Đó. Em sẽ tạm dừng clip đi mọi người, rất là nóng. Từ hôm nay rất là nóng, mồ hôi ra mà nghe cái clip này em rất là bức xúc. Thì mọi người yêu mến em thì mọi người bấm like và chia sẻ video giúp em mọi người. Rồi, thì mọi người đau lưng nhức mỏi thì hãy liên hệ với em mua nước cốt nhào của em mọi người. Sau đây là phần quảng cáo của em, ok. Vâng, thì cô chú anh chị, trên tay em đang cầm là một cái sản phẩm, đó là nước cốt nhào, tức nghĩa là nhào ủ đường nha cô chú anh chị. Đó, đặc trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay và cực kỳ hiệu quả nha. Đây là nhà làm cô chú anh chị, đây là cái chai 1 lít, thì em đang sử dụng nó còn ở như đây thôi. Thì đây là nước tái nhào chính của mình, đem ủ với đường phèn, sau khi 3 tháng thì mình sẽ lượt lấy cái hộp bỏ ra và mình lấy cái nước cốt, đặc biệt là chỉ nhào và đường phèn nha cô chú anh chị. Và đây mình lấy cái nước cốt này, mình
đóng chai, chai như thế này là 1 lít 300.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Và đặc biệt cô chú anh chị nào đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, uống cực kỳ ngon và cực kỳ hay và hiệu quả nha mọi người. Nó chua chua ngọt ngọt, rất ngon và dễ uống nha mọi người. Đây là chai có tem nhãn đó nha em. Và cái chai này là mới múc ra nè cô chú anh chị, chưa dán tem. Thì cô chú anh chị, nó đầy như thế này là 300.000 một lít ngang, chai này là 1 lít cô chú anh chị. Thì mọi người biết công dụng của trái nhào rồi, mọi người biết rồi. Trái nhào là trị đau lưng, đau xương khớp là cực kỳ hay nha mọi người. Cô chú anh chị lớn tuổi, trời lạnh, trở trời, trái gió trở trời, nhức xương sống, nhức lưng rồi, đau vai gáy, nhức mỏi rồi, mọi người cứ mua đi. Em cam kết cô chú anh chị cực kỳ hay luôn. Bây giờ là cô chú anh chị uống chữ một chai để trải nghiệm. Nó nếu mà không hết, không giảm tình trạng mà đau lưng nhức mỏi, cô chú anh chị cứ gọi. Dạ, em trả tiền lại cho cô chú anh chị. Một chai như thế là 300.000. Đó, nước cốt nhà là của nhà anh bánh mì bán thì cô chú anh chị biết rồi, rất là lâu năm rồi, tụi em bán rất là nhiều rồi. Thì bây giờ là cái chai như thế này là 300.000. Giao tới nhà cho cô chú anh chị luôn, khi giao là nó có tem nhãn như thế này, có nhãn hiệu nhãn mát như thế này cô chú anh chị. Đó, 300.000, 300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi, một lần nữa cho em chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video sau em.